Bầu cử Mỹ, cử tri nghĩ gì về hai ứng cử viên Trump, Harris? Bà Harris có át chủ bài gây bất ngờ. Cuộc đua nghẹt thở trong những tuần cuối. Bầu cử Mỹ, cử tri nghĩ gì về hai ứng cử viên Trump, Harris? Thưa quý vị các bạn, chưa đầy một tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử. Các cử tri chia sẻ những vấn đề nào là quan trọng nhất đối với họ, những khả năng có thể xảy ra trong tháng tới, cục diện liệu có đảo chiều. Theo các cử tri và chuyên gia trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, họ đều đồng ý rằng đây là cuộc đua cực kỳ căng thẳng giữa hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Tại Arizona, nơi cuộc thăm dò của Bloomberg hôm 4 tháng 10 cho thấy bà Harris đang dẫn trước một cách xì xào. Vậy điều gì tác động đến quyết định của các cử tri và đâu là vấn đề quan trọng nhất đối với họ? Với không ít người, điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhập cư, lạm phát và nền kinh tế, và vì vậy họ bỏ phiếu cho ông Trump. Tại Maryland, một số cử tri muốn thấy sự thay đổi mang tính lịch sử. Do đó, họ bầu cho bà Harris vì muốn thấy một nữ tổng thống và muốn thấy một điển hình lãnh đạo được nắm giữ vị trí quyền lực. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi về năng lực của ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Vì với họ, đưa bà Kamala Harris lên làm tổng thống cũng giống như việc đưa tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden lên một vị trí đó một lần nữa. Bản chất không quá khác biệt vì họ chỉ là cùng một người. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc thăm dò mới nhất được tiến hành trong 3 ngày, công bố hôm 1 tháng 10, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 40%. Thăm dò cũng cho thấy ông Trump dẫn đầu về một số biện pháp, đánh giá mức độ tin tưởng vào các vấn đề kinh tế. Nhà phân tích chính trị Darrell M. West, thành viên cấp cao tại Viện Brookings, cho biết việc tập trung vào các vấn đề kinh tế có ý nghĩa hơn nữa ở các tiểu bang Trung Tây. Người Mỹ cũng chia rẽ về vấn đề nhập cư và quyền sinh sản, và mỗi đảng có lợi thế về một vấn đề. Ông West cho biết Đảng Dân Chủ đã được nhiều động lực trong 2 tháng qua, kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua. Do vậy, ông West cho rằng kết quả của cuộc bầu cử còn phụ thuộc vào các tiểu bang, mà đó cử tri không nghiêng hẳn về ứng cử viên của bất kỳ đảng nào. Và vì vậy, vẫn còn rất sớm để ấn định người chiến thắng. Bầu cử Mỹ 2024, bà Harris tung át chủ bài. Ông Trump và bà Harris đang bám sát nhau trong các cuộc thăm dò hiện tại. Hiện tại, bà Harris cần đối mặt với một số nguyên tắc cơ bản nếu muốn giành chiến thắng. Theo hãng tin CNN, cựu Tổng thống Donald Trump đáng lẽ phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này vì rất ít người nghĩ rằng chính quyền Biden-Harris đi đúng hướng. Thay vào đó, ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang bám đuổi sát sao trong cuộc thăm dò. Hiện tại không rõ liệu bà Harris có tiếp tục giành được chiến thắng hay không, bởi nhiều cử tri đang không đồng tình với quan điểm và đường hướng phát triển đất nước của chính quyền Biden-Harris. Điều rõ ràng là bà Harris sẽ cần phải đối mặt với một số nguyên tắc cơ bản nếu muốn giành chiến thắng vào tháng tới, và lịch sử gần đây cho thấy bà đang có cơ hội. Một số ít người Mỹ trong lịch sử đã nói rằng đất nước đang đi đúng hướng nhờ sự lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Biden, nhưng thường thì không tệ như con số hiện tại. Chỉ có khoảng 28% người Mỹ tin rằng chính quyền Biden-Harris giúp đất nước phát triển hơn những ngày này. Con số này thấp hơn rất nhiều so với thời điểm ông Joe Biden nhậm chức vào năm 2021, khi tỷ lệ phần trăm cao hơn ở mức 40%. Khi xem xét kỹ hơn các số liệu thống kê, ta thấy không có một trường hợp nào đảng cầm quyền giành thêm nhiệm kỳ nữa khi có chưa đến 39% số người nói rằng chính quyền Biden-Harris đang đưa đất nước đi đúng hướng. Chúng ta thấy một điều tương tự cũng gây phiền hà cho bà Harris về một điều cơ bản khác, đó là tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống. Tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống rõ ràng là ít mang tính dự đoán hơn khi người đương nhiệm không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, nó vẫn có một số tầm quan trọng nhất định. Đảng của Tổng thống đương nhiệm chưa bao giờ giành chiến thắng khi Tổng thống có tỷ lệ không tán thành cao hơn tỷ lệ tán thành. Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Biden hiện tại cao hơn khoảng 10 điểm so với tỷ lệ ủng hộ. Đây là hai chỉ số cho thấy dư luận không mấy lạc quan về cơ hội của bà Harris. Theo một cuộc khảo sát, đã liệt kê 10 số liệu khác nhau mà họ xem xét trước thềm bầu cử, từ nhận dạng đảng phái đến sự hài lòng của nền kinh tế, cho đến sự chấp thuận của Tổng thống. 8 trong số 10 số liệu đó được coi là tốt cho ông Trump. 2 số liệu còn lại là trung lập. Không có số liệu nào trong số 10 số liệu ám chỉ đến chiến thắng của bà Harris. Tuy nhiên, bất chấp những nguyên tắc cơ bản này, bà Harris vẫn có một quân át chủ bài, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Nhìn lại 2 năm trước, tỷ lệ chấp thuận của ông Biden về cơ bản cũng tệ như bây giờ. Chỉ có 26% người Mỹ trong các cuộc thăm dò nói rằng chúng ta đang đi đúng hướng với tư cách là một quốc gia. Con số 26% là con số thấp nhất khi bước vào bầu cử giữa nhiệm kỳ trong vòng 40 năm qua. Tóm lại, hầu như không có số liệu nào vào năm 2022 có lợi cho Đảng Dân Chủ hơn hiện tại. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đã bất chấp xu hướng giữa kỳ. Giữa mức thua lỗ ở Hạ Viện
ở mức một chữ số, mở rộng thế đa số tại Thượng viện và giành thêm được ghế thống đốc. Ông Trump vẫn có tỷ lệ đánh giá không thuận lợi dòng với cử tri Mỹ. Nếu thắng cử vào tháng tới, ông sẽ là ứng cử viên ít được ưa chuộng nhất, ngoại trừ chính ông Trump vào năm 2016. Hiện tại, bà Harris được ưa chuộng hơn cựu Tổng thống trong hầu hết các cuộc khảo sát. Vấn đề phá thai tiếp tục được xếp hạng gần đầu trong tất cả các vấn đề và các biện pháp mở rộng quyền tiếp cận phá thai đang được bỏ phiếu tại một số tiểu bang vào mùa thu năm nay. Cần nhớ rằng mọi cuộc bầu cử tổng thống trong 50 năm qua đều diễn ra khi Roe là luật của đất nước. Thật khó để nói điều gì có thể xảy ra với rất nhiều cử tri tức giận về việc mất đi sự bảo vệ của liên bang đối với quyền phá thai. Điểm mấu chốt là có những điều đúng trong 44 năm bầu cử tổng thống, giờ đây lại mâu thuẫn với những gì chúng ta đã học được vào năm 2022. Và đó là điều khiến cuộc bầu cử năm nay trở nên thú vị hơn. Người ta thường nói quá khứ là lời mở đầu, nhưng đôi khi lịch sử không có nghĩa là phải lặp lại. Cuộc đua nghẹt thở trong những tuần cuối. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa qua tiếp tục kêu gọi những ủng hộ tại bang chiến trường Wisconsin hãy ra ngoài và bỏ phiếu. Trong khi bà Harris cũng bước vào chiến dịch phủ sóng truyền thông kéo dài một tuần, tập trung vào vấn đề sinh sản. Bà Kamala Harris đã đối mặt với nhiều lời chỉ trích khi tránh trả lời phỏng vấn riêng với truyền thông kể từ khi trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Tại Wisconsin, ông Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ điều này. Ông nhắc lại cáo buộc trước đó bị Nhà Trắng phản bác rằng chính quyền Biden-Harris đã sử dụng sai quỹ cứu trợ bão cho các chương trình dành cho người di cư. Cựu Tổng thống Donald Trump từng thua tại Wisconsin vào năm 2020 và đây là chuyến đi thứ tư của ông tới bang chiến trường này chỉ trong vòng hơn một tuần qua. Bà Kamala Harris hồi tuần trước cũng đã có cuộc meeting tại Wisconsin, cụ thể là Ripon, vốn được coi là nơi sinh ra Đảng Cộng Hòa. Ngày 5 tháng 10, bà Harris đã tới Bắc Carolina, gặp gỡ các nhân viên cứu trợ và những người dân ở một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Helene. Trong khi đó, đối thủ Đảng Cộng Hòa cũng có màn xuất hiện ấn tượng sau lớp kính chống đạn tại Butler, Pennsylvania, nơi ông đã thoát chết trong một vụ ám sát hồi tháng 7. Trong lần xuất hiện đầu tiên khi cùng tham gia vận động bầu cử tại bang chiến địa quan trọng hàng đầu là Pennsylvania, Elon Musk với phong cách hài hước sôi động vốn có đã kêu gọi sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Ông Musk cáo buộc Đảng Dân Chủ muốn tước đoạt quyền tự do ngôn luận của nước Mỹ, cũng như quyền sở hữu vũ khí và quyền đi bầu cử của cử tri. Đó là dự báo của vị tỷ phú về nỗ lực của Đảng Dân Chủ thúc đẩy mở rộng quyền bỏ phiếu, siết chặt các biện pháp kiểm soát vũ khí để ứng phó với bạo lực súng đạn gia tăng. Ông Musk nói, ông Trump phải thắng để bảo toàn hiến pháp và phải thắng để bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Sự xuất hiện của tỷ phú Elon Musk tại sự kiện tranh cử của ông Trump được cho là sẽ giúp ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri. Khi ông Musk bước ra sân khấu, hàng nghìn người đã đứng dậy và reo hò. Tỷ phú Musk đã đóng vai trò to lớn giúp ông Trump bằng việc dành lời khen tặng cho ông trên mạng xã hội, đồng thời công kích ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Hôm 5 tháng 10, ông nói rằng một chiến thắng của Đảng Dân Chủ có thể khiến cuộc bầu cử năm nay trở thành cuộc bầu cử cuối cùng.